Hello, xin chào mọi người nha. Khá là lâu mình có làm video trên cái kênh này rồi. Bởi vì cái thời gian trước thì cũng làm nhiều kênh với là cũng khá là bận rộn, nhiều công việc thì không có thời gian làm video trên cái kênh này. Bây giờ thì rảnh tí rồi mọi người ạ, chắc là lại quay lại phát triển cái kênh này. Và hôm nay thì sáng nay ấy, thì thằng bạn mình có điện sang là sáng nay thằng bạn đi đánh được một tí cá mọi người ạ. Bạn mình điện mình sang bên này để nướng cá với uống rượu chơi, cũng tiện hôm nay chủ nhật thì cũng ở nhà chơi thôi, không có làm gì, cho nên là mình vừa mới sang đến đây, đi cả xe xuống đây đấy, mời mọi người theo mình xuống dưới kia đi nướng cá xem trông như thế nào nhá mọi người ạ. Mình phát hiện là dưới kia có một gốc khế rất sai quả rất là nhiều. Mình sẽ đi xuống xem nó như thế nào. Đây là trong cái lán của cái anh tên là Vi. Ở đây thích lắm mà mọi người ạ, yên tĩnh. Đây, ngốc khế này sai quả nhiều thật đấy. Năm nay thế gốc nào nó cũng sai quả nhiều khế. Mà khế này ăn nhiều cũng ăn chán rồi mọi người ạ. Khế chua ấy, không phải khế ngọt đâu. Nhiều. Nó rụng xuống này. Ui giời này. Rụng nhiều thật. Mọi người thấy không? Rụng rất là nhiều luôn ấy. Khế năm nay được mùa đấy mọi người ạ. Thấy không? Ôi giời ơi. Đây, khế chua nhá. Khế này mà nấu với cá thì khỏi phải chê luôn. Ngon lắm. Vừa ngon, hơi chua chua tí nữa. Xài nhiều quá. Tối ấy nhỉ. Thế thì không thấy. Xài chi chíp. Gấy cả cành. Cành này xay nhiều quá, gãy cả cành. Nó rụng xuống là nhiều thật. Cái này mà nhiều nơi thì thích thèm á, có nhiều nơi nó không có khế chua này đâu. Có khế ngọt thôi. Khế ngọt thì chỉ gọi là ăn chơi, còn là nấu với cá thì không ngọt bằng cái khế chua này. Ây dồi. Chua quá. Xài nhiều. Chị ơi. Thôi, bây giờ mình đi lên trên xe và đi xuống dưới lán rồi. Mọi người ạ. Đi bay này. Bãi toàn là cỏ mây ấy. Thế mấy cái bãi cỏ mây này nhớ cái hồi còn trẻ con đi chăn trâu ấy. Số ngày lăn lộn trên bãi cỏ mây. Thích ấy. Đồ nghề của mình ấy. Rượu nữa mọi người ạ. Có hai người thì chắc bằng này đủ rồi. Kìa, kiến lán kìa. Gà này mọi người. Gà nuôi thả tự nhiên này. Gà này mà thịt ăn thì ngon khỏi chê luôn ấy. Hai con chó này nhá. Này đây. Làm gì đấy? Gỡ xong hết rồi. Bị nướng thôi. Đây mọi người, sáng nay thằng bạn đi đánh. Chắc đi cái lúc trời còn chưa sáng à? Chưa sáng đi luôn, chẳng lạnh lắm. Mát đấy.
vào trong lá rồi. Trong này hơi tối. Bật điện. Đây dùng điện gì? À, đây thì dùng điện này. Bình thôi, ắc quy. Cá này. Cá này đằng này đủ hai người sai ấy. 2 4 5. 5 con. Cái này đủ sai này. Một con này không biết là mấy chén ấy. Đi. Chuẩn bị nướng rồi. Nướng ba con này trước thôi. Ba con dưới này tí ăn, ba con này gần xong mới nướng xong. Chê kia thì khó xỏ hơn nhỉ? Không khó đâu. Thịt nó chắc hơn sao? Thịt chắc rồi. Đây đây. Đấy, ok mọi người ạ. Đấy. Bây giờ đem đi nướng thôi. Nướng ba con này trước rồi. Nướng ba con này trước rồi. Tí ba con kia nướng sau. Đấy. Cái con này là cái gì đấy? Chảy hay là trôi đấy? Hả? Chảy đấy. Chảy á? Chạy ảo ấy mọi người ạ. Ờ chính xác con chảy cái bắt về ao nuôi, nó không giống với đâu nhá, nó chưa nuôi bao giờ đâu. Ô, nó mông chờ con cắm đi. À ao được con kia hơn cân như này, nhìn vậy không là kéo cắm cái này xem kỹ đéo phải. À cái nó đỏ thân giống con cắm. Ờ Vi sang bên Tuyên Quang kia làm gì? Phân phân cát xây mộ cho bố vợ. Xây mộ cho bố vợ bên kia. Em góp nó làm đấy. À. Nó là làm. Bọn kia chắc không phải đâu. Làm gì có ai trên mà về trên. Vãng. Vãng nó khác, có nhóm riêng của nó mà. À thì không được. Ờ nó còn xuống rồi. Vãng nó cái nhà xây ấy. À cái nhà thì rộng không? Ờ. Đây mọi người ạ. Vừa mới cho nó xuống bếp này, một hồi nó mới chín được. Chín rồi đó mọi người ạ. Đây. Còn cái đầu của nó thôi. Cho nó trọng đi lên trời. Cái đầu của nó chín á. Thấy thơm không? Thơm à. Mùi cá nướng. Ủa, sao nó mờ mờ ấy nhỉ? À. Mấy hôm nay lạnh lạnh ấy, ngồi bên để nướng cá thế này là hợp lý ấy. Nó lại hợp lý quá ấy mọi người ạ. Con này chín rồi. Còn cái con là cá tre với cái con là rô phi. Nhìn này.
Nhìn nó vàng giòn này. Này nó ngon. Rồi chuẩn bị cho lên măn thôi. Ôi, cho lên măn thôi mọi người ạ. Chín rồi. Nghĩa này hơi bé. Ớt này. Ai ăn ớt không? Ớt siêu ngon đi. Cái này hay đấy. Hai người kia vào á. Ở đây có ớt. Ở đây ông không trồng à? Thì ông không sống. Vậy. Trước cũng có một gốc sống một thời gian đấy. Nhưng... À. Mấy rồi xong là không còn nữa. À. Thôi. Thơm, thơm. Bây giờ làm hai con trước á. Con này sắp trái rồi. Rồi. Con này cho xa cái thử trái mất. Đây nha mọi người ạ. Bây giờ thì phải nhậu hai con này trước. Chờ hai em này trước đây. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Chín rồi. Chín rồi thì ăn thôi, uống thôi. Tầm này chắc đủ hai em mà phê rồi. Thế thôi. Quá ngon luôn ấy. Đầu cá chảy. Ngon khỏi lại chê luôn ạ. Chỉ một hồi mà mới chưa xong một con. Đầu tối quá. Để. Chỉ một hồi chưa xong một con. Ngon. Ngon. Đỉnh. Tình hình là mình tạm dừng video lại nhé. Mình và thằng bạn phải nhậu hết cái số cá này á. Còn video thì mình tạm dừng ở đây thôi. Mọi người xem nhé, đăng ký và chia sẻ ủng hộ nhé.